tiên. Sống mà. Thôi mọi người nghe anh nọ cũng được, biết là mọi người đang khen anh đúng không? Hello cậu chủ Hải Phòng, mấy thanh niên ngồi tự kỷ. Ok ok. Tự kỷ. Anh nghe nhảy xa xa chúng nó ra, bây giờ em sợ người mới nổi ạ. Đấy anh em thấy không, thanh niên mèo ú trước to mồm, nào là vào đấy bố cần hết các kiểu. Bây giờ thì anh ơi nhảy xa đi, em sợ nó. Ai đài đông 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 như kiểu là đi chảy hội thôi. Ý. Ui, đồng thế. Ôi, đi chảy hội thật à? Ok, ok, qua luôn anh ơi. Mày, mày. Ui, một team ở phía sau hướng 55 này. Tao không phải là thằng phế nhân. Tao chỉ là phế vật thôi. Ui, yếu, yếu, yếu anh ơi. Ui, trời ơi. Mình xin. Hai thằng công trái ngay trước mặt mình thôi. Ôi trời ơi. Bố ơi là bố ơi, bố lại hại chết. Đấm đây. Đấm đây. Bắt súng ra làm sao kịp bạn. À đúng, số mình số chó mà mẹ. Ơi, bố công ra như kiểu là được mùa. Thành nhân để đấm mình. Em nghĩ là mình còn đang ở trong thời kỳ đỉnh cao nhỉ. À em vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp đỉnh cao à. À đấy, bây giờ hết thời. Ui dồi, mẹ xí mẹ sấy à. Táp một viên một thôi. Linh ở hướng 120. Thôi thằng này tha mẹ đi. Anh nghe em đi xem nào. Ôi nó lại chạy ra này. Hai thằng luôn chẳng đứng. Ui. Ui sợ. Ui. Khổ lạc luôn. Ôi ra đây. Ui dồi cả thế giới ra đây mà xem này. Trời ơi. Xem gì. Khủng hoảng tinh thần cái này em bán làm sao nữa. Ôi có người kìa. Thơm. Tăng ta rằng tăng. Đang ngắm nghĩa tí nhỉ. À anh trai đang ngắm cái nhỏ bên này. Nhớ cái thời kỳ đỉnh cao, một mình em dẫn theo 200 đàn em đi khắp cả đất Sài Gòn. Em bây giờ em đã thành phế vật rồi. Mà đợt đấy ai cũng phải biết đến mèo chợ lớn. Thế mà bây giờ thành con bắt lạc. Để cái thằng bắt mũi chưa sạch nó giết. Biết ngày đấy ngày mình em dẫn phải đến 500 anh em đi khắp cả đất của Sài Gòn, từ quận 5 đến quận 9. Ôi, bắn thêm nó chết chưa? Vô lý. Alo, thằng bắt đầu kêu tôi viên LV và tối nay anh sẽ dắt em đi chuyện. Anh dắt em đi. Lần đầu donate chúc ASM like vui vẻ top 1 có quà nhé. Cảm ơn Clubman nha, cảm ơn bạn donate cho mình. Cậu yên tâm. Ấy, cái thằng đang chạy đến một cái nặng rồi Linh. Em có máu không? Em có máu không? Em thuận, em thuận. Đây. Một trong những tình huống cực kỳ là chúng ta gọi là cái gì, trí phèo của Linh ATM khi mà uống mắc nước rồi vẫn còn đòi thêm cả máu. Cuộc sống này đúng không? Người ta uống vào cho nó đầy. Có nhiều hiệu ứng để chiến đấu. Người ta tôi bảo tôi mà bắt đi mèo. Bắt đi cả không trách bị hạ gục phải lên ATM. Một tình huống khá may mắn đến từ vị trí của lên ATM. Ông im mẹ mồm đi. Ông im để tôi chết cái thằng này trong kho nào. Để bình luận cho. Ông mọi người đã đến với cam của lên ATM. Trách rất kỹ. Kho trái. Tôi nghe thấy rồi ông ạ. Ôi định mệnh nó lại sang bên này rồi. Mà lách rất kinh từ vị trí của một bạn về bên phe đối thủ. Trời ơi.
lo cứ phải gọi là bắn đỉnh cao luôn. Ui, vâng, anh em có thể thấy đó là một pha xử lý khá, người ta gọi là chuyên nghiệp, nghiệp dư đến từ vãi cả kia. Nghiệp dư ạ. À, kìa. Bắn 12 thằng nhóc thôi mà cũng phải dùng hết cả một băng đạn. Quá tồi. Ui, nó có ca em ơi, định mệnh nó đau lắm. Vâng, cầm trên tay M4 X6 thua cái thằng ca vết đó. Quá nhục. Anh này bây giờ phải cầm một cây này này, mới giết được nó này. Tôi nói thật với các ông, tôi mà là anh Tuấn HC, chắc chắn là sau trận đấu này tôi sẽ kích Linh ATM ra khỏi team. Bắn rất to. Ui dồi ôi. Táp nó cứ về gọi như là táp người yêu cũ vậy. À, bắn cứ phanh. Ui dồi ôi, người yêu cũ vào đây thì chắc là chết. Em giảm mic em đi xuống. Ui dồi ôi, nó không phải là chuyên nghiệp. Kìa con thằng... Nó cầm ca, định mệnh. Trời ơi đó. Anh có phải một thằng đàn ông không? Anh có phải SCN, Mumi, Linh ATM không? Game anh có mở méo đâu. Anh đang nói chuyện Discord, anh giảm mic Discord của anh liền được. À, nó bò mẹ vào đấy em ơi. Vâng. Đối thủ của Linh ATM không hề sợ sệt Linh ATM mà cảm giác như muốn tha với Linh ATM. Ăn mạng này, ăn mạng này. Ờ, nó đéo cứu kìa. Bên góc kìa em kìa. Nhìn ra, nhìn cái tay kìa. Ờ, nó chấp anh, nó không đẹp thôi. 11. Bây giờ anh công lên. Anh công lên bằng... Anh... À, nó ngó à. Hai thằng. Em và anh thì thằng này chết từ đêm qua. Ui, em vừa bổ xong. Bắn. Nó chết từ 12 giờ 01 phút. Phải nói đây là một tình huống cực kỳ may mắn đến từ em. Phải nói là một những cái pha táp nó gọi là đi ngang gọi là táp người yêu cũ. Trời ơi, táp như vậy ai chơi, về nhà mà chơi Linh ơi. Lút rất nhiều. Có đàn mẹ đâu mà không lút, trời ơi. Bắn thì tồi để cho thằng em chết. KX8. Nước quần coi này. Em phép vật anh em ạ. Ai nổi để em thật với anh, đừng bao giờ anh bắn snip anh nhở, bắn snip như anh bắn tồi với mẹ nổi bây giờ thế. Anh này ra đang cho cốp này mèo xí này. Này cho em một cái cốp 4 này, cốp 3, cốp 2, cốp 1 à. Các kiểu à, dùng đồ để bịp mồm người yêu của đồng đội chỉ bắt lại được những con boss đó. Linh ATM một trong những người quét boss phải nói là giỏi nhất trong cái ngành công nghiệp. Clear cảng 14 kill thì ai như thằng phế vật kia nhảy xuống cái nó bắn cho 15 kill. Chỉ dám bắn làm một con boss thôi anh em đó. Chơi thế này thì ai chơi, về nhà mà chơi đi Linh ơi. Anh em lầm xuống, tôi kể cho anh em về một tên phế mà chỉ bắn là được boss thôi. Anh em đừng quên like để cho mình lên đề xuất anh em ơi, bấm like nhiệt tình lên. 200 người đang xem, mỗi người cho mình một like đi, 200 like luôn hợp lý. Anh có gì? Anh có lâu rồi. Anh có từ cái đồi hồi mà trái đất nó mới bắt đầu quay đấy em. Em nghe mẹ mồm đi. À mà mùng 4 anh lên từ sáng à? Lên từ sáng. Mà Mân bảo là phải có quà mới lên, nhưng mà em chỉ có món quà là tấm thân đẹp trai gầy và body chuẩn của em. Ca này chứ ơi, anh cho em ca. Đấy, Ngân, đây à, này. Mân. Đây mới gọi là phần thưởng này. Đấy. Người Vân tốt bảo đấy. Là Vân ở nhà còn anh lên thôi. Nhưng nếu mà Vân ở nhà thì em chỉ trả cho anh 250k là anh. Ơi. Anh với mèo có kèo gì vậy? Có kèo gì mà? nó chảy bữa quá em ạ. Không thể chấp nhận được. Là Hải ông đi. Tôi thuê sao đen thịt bịt miệng không? Bịt đầu mối không? Em ơi, em có biết là em nghe trai Hải Phòng nó đầu gấu mức nào không? À, thế ông ấy chưa nghe danh trai Hà Nội à? Ui, mấy cái thằng Hà Nội anh lên rồi, anh đấm rồi, tòe mò em ơi. Mấy cái thằng kiểu như em, anh đấm suốt. Trời ơi. Thế thì, mà em sợ gặp anh quá thì thôi anh quên luôn. Em, kiểu em bị đấm nhiều quá em quên luôn. Nó chi nhớ kém, kiểu bị đấm nhiều đấy. Nhìn mình nhỏ à thôi, đầu gấu lắm. Anh em đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Thế bây giờ anh em cho tôi xin cái kèo quyệt đầu gấu 500k rồi mà. Anh em bấm tôi nhận kèo luôn này. 15 kill. Anh em thấy kinh khủng không? Giết xong cái cảng ăn 15 kill. Chơi thế này thì nghe mẹ game đi chứ chơi về. Thôi mình cần xóa game nhá. Mình có lên xóa game không? Hay mình bắn kinh quá nhỉ? Ông trời ơi, sao tôi bắn kinh vậy ông trời ơi. Kệ em ơi. Mà ông
Tôi là thật với ông mà nói thêm từ ông trời là ông trời mà có tay ông vả vỡ một mông từ lâu rồi đấy Ly ạ. Ông lúc nãy em thấy trên này có bắn kinh quá mà anh em ạ. Bấm like đi cho mình lên đề xuất anh em ơi. Vâng, thanh niên đồng nát không biết vừa ship được cái mũ được ở đâu đấy, vừa nhặt đâu. Nhìn thấy cái mũ của anh bóng lộn đẹp không? Cái mũ ba nó mới đẹp cơ. Bẩn vơ lờ thề. Vãi cả bẩn ạ. Chị mệnh mũ xịn đấy. Thề em nhìn từ xa nhìn như cục cướp tị thật. Mệnh. Nói không phải bức phép từ anh mà cái hôm anh mà đội cái mũ lại lên Hà Nội em đấm không trượt phát nào đi. Ơ kìa, có xe chạy trước bạn đi. Thôi. Thấm cỏ mày nó điên á. Trời ơi, tồi tệ. Có mấy viên. Lên xe người. Ok em ơi. Ui, xe này bục lốp rồi. Đây, anh chở ra em hai cái xe kia. Một lốp vẫn đi được. Đây, đi chứ. Ui em ơi, chết dồn em ạ. Anh ôi em thật đừng đi về suý vừa buổi chiều ăn quả đít xô luôn á. Anh chạy bộ ra lấy cái xe này. Thế bình thường anh không phải bị kết đâu nào. Mà idol Linh ơi, idol Linh ơi. Hôm đấy là em về là được khao ăn đúng không? Cái gì? Anh chỉ khao được. Vai trưởng mời lên mà lại bắt người ta khao. Ông vô lý. Người ta mời lên. Bây giờ tôi hỏi ông nhá, ông với cả bà Vân lớn hơn tôi đúng không? Mà bây giờ lại bảo tôi trả tiền lại. Nhưng bây giờ tôi hỏi lại ông này, biết ok lớn, đồng ý nhá. Việt okay. Kiều về nước bắt thằng ở giàm đầu có xe. Ui boss thì ui rồi, hai con boss rồi. Ôi. Ui các bạn ơi, các bạn chơi game như thế này thì chết mình, tí nữa mình lại không sao, không thì hôm đấy kiểu em sẽ trích ra thử 500k quỹ anh nhỏ, mình ăn chơi sau. Cái gì không trả liên quan vậy anh em thấy không? Trời ơi các bạn chạy xe như này thì các bạn chết, ra đường mà chạy xe này là bị phạt chết các bạn ạ. Không đấy, không đấy. Ok cái giáp ba này, đặt cái giáp ba anh em ạ. Cách đây chỉ khoảng 5 tháng thôi. Đi. Anh Linh và chị Vân là hứa với tôi ạ. À. Này em về Nội Bài, anh chị ra tận sân bay đó. Ý, bây giờ có bằng chứng không? Ông có bằng chứng không? Tôi là thật đấy anh em, bây giờ tôi phải mất thêm 500k để mời hai ông bài lên. Cái gì? Ông mất lên thêm 500k? Ông... Bây giờ nhá, nếu anh không lên thì em sẽ quỵt anh 500k, có nghĩa là em không thể mất 500k đúng không? À, bây giờ anh lên là em mất 500k. Anh chắc chắn lên. Anh chắc chắn lên. Bim rủ anh lên chơi rồi. Anh bây giờ anh lên lại nhá, kể cả mai anh lên luôn. Anh đêm mai lên luôn. Nhà anh chạy một phát lên thẳng. Mẹ. Chỗ ở đẹp đẽ sạch sẽ luôn nhá. Anh biết không? Hôm nay em có thể nhờ banh tiền được. Hôm nay em nhờ banh giả vận 200k. Anh biết rồi, không cái mục hề banh 500k. Đấy, thế mới gọi là lòi ra cái đuôi là quá trời bửa. Khéo khi mình phải thuê xã hội đen thật anh em ạ. Xử luôn đấy ạ. Xử luôn. Chặt chân chặt tay luôn. Không được anh em ạ. Anh biết là bây giờ tôi xích không dám mời lóc em. Tại vì em ba em một cầm của bài 600k rồi. 600k. Bài 17 kill rồi. Ui. Giết xong cái cảng 17 kill. Vãi cả đái thật. Nên là hôm đấy lên sớm nha anh nhá. Điều đầu tiên là anh phải mời em thì đi ăn chưa? Sáng thì buổi không, trưa sáng, thì anh sáng phải... anh không lên kịp đâu, sáng anh phải tầm hơn 9 giờ anh lên tới nơi. Thì lên đến nơi thì ra luôn chứ không có chuyện mà vẫn phải đi ngủ mệt, đâu. Mệt vãi đái luôn em ạ. Anh cứ đi với em. Còn đâu là tiền nong em bao thì ok, vậy anh khỏe lắm em ơi. Anh có sức đi em ơi. Campuchia là nước láng giềng của Việt Nam anh hiểu không? Tưởng là... Ui, lại chắc rồi này xíu rồi. Điếu trời đâu, anh đang nhiều kill em ạ. Thôi thôi anh thả suy, anh thả suy xuống xong anh đi là yên tâm. Chúng mình đỗ ở trên một cái thưởng kêu nhân phẩm không? Có người. Xe máy, Lucky Boy. Thứ tổ. Ui mẹ ơi. Một siêu phẩm cháy xe. Ui trời ơi. Phương si xa luôn. Anh em ơi, phải gọi là một siêu phẩm cháy xe. Ui. Anh vừa giết một dân chơi đấy. Đi racking ball. Anh em đã thấy quả cháy xe đấy bao giờ chưa?
chỉ có ở đây mới làm được thôi. Lên xem này. Mà Linh ơi, không cần nghe tên kêu phết nhỏ Phương Si Sa, bây giờ anh phải đổi tên là Linh Đá. Mèo, mèo Halloween. Mèo Halloween. Ui, quả sấy xe chất lượng vai đái con chó cái. Đâu nhỉ? Thanh niên vừa đua xe để bị thông chốt, à bị công an bắt ở đâu nhỉ? Nga 9 giờ đưa xí qua cầu. Kiểu đi rất lâu vậy. Trời ơi, ông là ai? Ông là Mumi hay là cái phần què gì ATM cơ mà. Đang nhiều kêu bình tĩnh. Check đã, có xe kìa em ơi, sau kìa. Đừng cố Linh, đừng cố Linh. Hay anh quá. Anh làm sao phải cố cho bọn này. Ui trời ơi, lại một pha highlight. Sao mình bắn kinh vậy wow. Linh ơi, sao mày bắn kinh vậy ai chơi? Linh ơi là Linh ơi. Có thể nói là Linh ATM là một trong những game, một trong những game thủ phải nói là chuyên bốc phét. Bắn rất cơ hội. Cơ hội gì, người ta bắn thẳng mặt như thế. Cơ hội. Chuyên móc lốp và cắn lên xe em ơi. Chính là Linh ATM. Linh ơi bắn kinh vậy thì ai chơi với mày? Ra xóa mẹ mày game đi Linh. Trời ơi. Ui, à mà Linh ơi, em tìm được một quán hải sản ở bến xe Mỹ Đình nhìn ngon phết. Kiểu ăn nó hải có sản á? Buổi chiều ăn hải sản, buổi tối đi ăn nướng. Ui, chưa ăn xong buổi chiều ăn mẹ. Đúng là mẹ thằng này 95 cân là có lý do anh em. Xin lỗi tình yêu, thì hôm qua tôi vừa đi ăn chia tay ở bên này thì người ta bảo là sao em giống trai Hàn Quốc cùng zombie rồi, các thứ các thứ. Đẹp trai váy nồi thầy. Thôi, nghe buồn ỉa quá tí ạ. Thế bây giờ có đi ăn không? Lên chúng ta được tính hết mẹ xăng rồi em ơi. À, đang nói đến ăn thì là hết xăng, hôm đấy hết mẹ tiền thì đúng giờ. Anh em thấy bắn hay thì like cho mình đi để mình lên đề xuất anh em ạ. Rồi có xe đấy này. Có. Ui, tuê máu rồi. Ôi, sau bị có bắn. Sau có. Sau đâu, nó bắn anh ở hướng 95 kìa. Trên đầu 95. Nghe tiếng phát biết này. Anh nghe tiếng phát biết liền, nó chỉ ở trong mấy cây kia thôi. Không sai được. Rồi đây này. Nó sai được mà. Ui. Lấp đồi, có thể ở lấp đồi. Ui quả đấy mình bắn vội quá, hơi vội. Ui trời ơi, K98 đấy. Ui trời ui. Ui lại có xe chạy vào kìa. Em ca này Linh ơi. Suý ơi đừng. Suý em đừng đứng giữa đồi thế, đứng 185 ở cây 185 có người. Hai viên. Ui, đúng viên thứ ba thì nó thụt vào. Mẹ mày. Ông không cho con gái nhưng người ta phải thụt ra thụt vào. Ông ích kỷ vậy. Thụt cái quần què. Chắc chắn bạn kia là một bạn nữ em nó. Đếch được. Mình căng hơi. Tại vì bạn ấy chơi nhân vật nữ. Ui bé đào kìa anh, bé đào chính nha. Đào. Anh không đào mới. Không có đào mới đụng gì cả. Anh có thích đào, anh thích ăn đào. Anh không thích ăn đào. Anh thích ăn dưa hấu thôi. Nó vẫn thế... nổi cái cây ra này, à cái súng ra này. Một cái cây vãi lìn. Cái sang nói. Còn em biết bốc bài cho anh có khi thế không? Bỏ đi em ơi, em biết bốc là anh chết đấy. Lái xe vào bo đi Linh, lấy xe mà make up. Định mệnh, xe còn xăng đâu, còn xăng thì tôi đã không đứng đây chứ ông nhá. Nằm xuống sấy. Thằng này cần trúng một viên là nó chết. Anh đảm bảo. Nằm xuống. Siêu phẩm yếu rồi. Ui nó té cả đầu cả đít ra rồi mà nó không chết kìa. Mẹ. Nó đang bắn bọn khu nhà. Cái thằng anh vừa bắn ấy, nó đang bắn nhau bọn khu nhà. Ui. Quả đấy nó thụt vào chứ không có nó ăn khu viên đầu. Bắn mọi khu nhà nó cần có lốc. Hay. 20 viên đạn 7 mới lốc một thằng. Wow, có người lên đây, Thúy, có người lên. Hách mẹ ơi. Dùng phật mềm mẹ ơi. Năm ba cái thằng này. Đừng
tham khảo anh Linh ơi, không bỏ khu nào nó bắn bể mẹ đầu rồi. Xúy xúy cho có đạn xanh không, cho anh một ít đạn xanh. Để anh tiêu diệt bọn này lấy top 1 cho em. Wow. Bắt đầu xì phèo đấy, bắt đầu đi xin đồ con gái đấy. Tôi không có ai còn phải xin chứ. Anh em thấy hay không? Hay thì like đi, like mạnh đi. Ủi 300 người rồi, 300 like đi, lên đề xuất luôn đấy em ơi. 500 like lên đề xuất, bây giờ làm sao lấy đâu ra 500 like nhỉ? Bây giờ anh thử quên cái 500k em đợi anh thì chắc chắn anh sẽ được 500k. Làm gì có. Làm gì có, đứng đấy mà ngó. Nào. Ui giời ơi. Mày à, bắn dạo mỗi viên thôi mà bố chạy ngay được. Chạy, đừng yên như thế Suý, em vừa phải di chuyển vừa ngắm á. Ông lại ăn viên ca ở đầu rồi, thấy không rồi. Viên hốp ở đầu rồi. Nào. Hello. Rồi chạy bo này. Ui bạn ơi. Ui giời ơi. Linh ơi, khổ quá Linh ơi, mày tắt hack điều tao cái. Mày bắn phải ai chơi. Chúng mày không... Đây là một game đấu mà Linh ATM ở đã dùng phần mềm định mệnh. Linh vào ơi bo, đừng vào bo đẹp anh ơi, bây giờ nó ở bên cánh trái. Đây này, nó ở dưới này này, nó chạy dưới này này. Em hiểu, bây giờ anh chạy đường phải, nó có điên đâu mà nó chạy đường này lên trong mặt. À Thính à. Bắn cho vui anh em. Chạy bo phải trước thì rồi, nó đẹp clear rồi em ơi, clear rồi anh, clear rồi. Anh cứ chạy phải cho em. Bọn bên trái nó đang bắn nhau nhỉ. Like đi anh em ơi, like cho mình. Đấy đi. Đâu. Nó vẫn còn đang thịt nhau dưới đồi. Anh biết rồi. Bấm like đi anh em ơi. Trời ơi, trận này mà không được nhiều like thì thôi rồi đấy. Trận này 25 kill thì xóa nợ nhá. Em nghỉ mẹ em đi em ơi. Em khôn vậy. Bo đâu ơi? Bo ơi, anh có một cái gì đây? À đéo phải. Nhầm nhầm. Bo ơi, anh có một đứa này, bạn em này nó tên mèo. Thế nổi mẹ, có con mèo nó coi bạn là chó. Mà em có con mẹ, khi mà em kết bạn cùng với thằng gà là em đã phản bội giống loài của em, anh hiểu không? Súc vật rồi đấy mẹ. Chú ơi, chạy trong dưới khu nhà này. Việc đầu cái có nghĩa là lần đầu tiên trong lịch sử mà một con thú bốn chân lại kết hợp với cả một con gà hai chân, anh hiểu không? Công nhận lâu lắm nha. Rồi, lâu lắm rồi em không bắn với nó đi. Em bấm like cho mình nha, hơn 300 người, mỗi người cho mình chỉ một like để mình lên đề xuất. Bây giờ được bao nhiêu like rồi anh em nha? Em hiểu ông, Zamba cái thằng... Zamba cái thằng gà 416, anh thịt phát 1 à. Thôi xong các bạn rồi, lại đưa ốp cho mình thế này thì thôi. Thế là em phải nói một đều đấy. Cái đợt mà... Từ đây chia hai lối, Anh biết không Linh? Cái lần đầu tiên mà em và nó hạ sát nhau á là nó giết em ở Novo, ngoài Novo hôm đấy cút Tuấn. Và cuối cùng thì em đã trả thù rồi đấy. Da 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 da. Ôi. Có cái giáp, đổi cái giáp. Ô sao mình chưa đổi giáp nhỉ? Giáp em lấy rồi. Em đeo giáp mấy? Giáp mấy anh cũng lấy. Em đổi. Ui giáp 2 của em cũng 5 bét. Còn hơn cả sơ mướp. Sơ mướp là cái gì anh? Anh không biết, anh thấy người ta bảo nó lát như sơ mướp. Sơ mướp hay là cái sơ mướp? Sơ của quả mướp. Like đi anh em. Mướp ơi. Mướp nó quả bầu đấy hả? Thấy rồi. Ui. Bạn ơi, mình đã cầm mình sấy thì bạn thôi, bạn đứng lại bảo anh ơi, anh bắn chết mẹ em luôn đi chứ, anh bắn chạy làm mẹ. Yeah, anh Linh có 25 kill và mình đã được xóa nợ rồi anh. Ê, em không ạ. Có đâu cưng à. Đấy còn 2 thằng nữa thôi. Đây này, nhìn gì chưa, định mệnh cái xe này. Uầy, nó trong bo em ạ. Khốn nạn, chắc gì nó đã ở đây. Cái xe ở đây chứ, nó không ở đây chứ, nó ở đâu. Thế nhưng cái xe đấy là xe cũ của nó hay sao? Vô lý. Chắc vô chắn lý. Là có lý. Chắc chắn là có lý anh yên tâm. Vô lý anh em. Em tin chắc chắn là trận này sẽ top 2. Cái gì không em? Top 2 mai thằng gà quay clip chặt cô. Ôi trời ơi, có cu mẹ nó mà chặt. Suy ơi đừng lên nữa, em cứ đứng đấy. Bây giờ nha Suy nha, em sẽ là hoa tiêu, em lao thẳng lên cho chỗ xe đi. Đừng, bắn. Xa lắm. Xe nào khoảng cách sẽ không xa khi chúng ta có nhau là tất cả, hiểu không? Lao thẳng lên em, lao đừng thẳng lên 195. Anh, nó là người... Đấy, chứ nó bảo rồi, nó ở đấy mà. Nó bắn em ở đâu? Chỗ hòn đá đúng không? Em còn chưa nhìn thấy nó. Rồi, anh hỏi Suý, thà anh hỏi em còn hơn.
Để anh đổi sang góc của em. Để mày phải ăn đứng ốp. Bây giờ thì ốp. Em đổi qua chỗ anh. Em đổi qua chỗ anh đứng. Chạy sang gốc cây kia. Thấy chỗ của con anh người con gái. Con gái nhà người ta đẹp này. Cái gì? Người ta chỗ của cô gái bị bắn. Tôi đổi. Nó đâu vậy? Nó bắn VNS. Một đứa bắn VNS. Một đứa bắn VNS. Vừa đây em thấy nó giết người. Ô. Rồi. SVN chiến PL kìa. Ui xăm ba SVN. Nát bét. Ui rồi ôi. Vỗ tay đi anh em ơi. Bắn như cái quần quẻ. Hên vãi nổi. Chung đi mẹ tay đi. Yeah. 26 kill. Rồi thôi. Chơi vậy ai chơi. Linh ơi. Phải bắn cái gì vậy. Ui 3.200. Sao cái nhiệm vụ mà top 1 không kill nó không cho ở chế độ chơi 4 người. Nó cho chế độ chơi 4 người. Trước nó cho chế độ 4 người. Bây giờ hết rồi. Subscribe vào YouTube này. Nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.